Xin chào toàn thể quý khách hàng đã đến với cơ sở tranh gỗ Đại Nghiệp ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em đang đến với cái công đoạn cuối cùng để làm nguội cái bộ tranh tứ quý bằng gỗ mun này cho bác khách ở trong Hồ Chí Minh. Bộ sản phẩm này thì được bác lựa chọn của cơ sở bên em và bác chơi mộc nha mọi người. Tức là mình sẽ treo mộc trực tiếp luôn đấy ạ. Thì đối với cái dòng mun Lào này thì riêng cái phần mộc tự nhiên của nó đã rất là đẹp rồi. Nên là quý anh chị hoàn toàn quý anh chị có thể chơi mộc. Với những bác mà thích cái vẻ đẹp mộc mạc của gỗ thì mình hoàn toàn có thể chơi mộc nhá. Riêng thằng mu này thì cái gỗ tự nhiên, cái chất gỗ tự nhiên của nó cực kỳ đẹp. Thì cơ sở bên em sẽ hoàn thiện đẹp, nhẵn nhụi, sạch sẽ để các bác có thể chơi mộc luôn. Thì với những bác mà lựa chọn những cái dòng sản phẩm gỗ mu của cơ sở bên em ấy, thì mình sẽ có hai hình thức để mình có thể lựa chọn. Một là các bác có thể các bác chơi mộc trực tiếp như này này, và cái thứ hai là các bác có thể lựa chọn để phun PU, phun PU trần, thì là một trong những hai cái hình thức chơi mình có thể lựa chọn cân nhắc nhé. Đây là bộ sản phẩm được cơ sở bên em đục thủ công hoàn toàn, với những cái đường nét chi tiết của sản phẩm cực kỳ là sắc nét nha mọi người. Đục kinh bông moi móc, đục thủ công tay, đây các bác có thể nhìn thấy những cái đường nét chi tiết của sản phẩm cực kỳ đẹp đó. Đây thì đây các bác nhìn thấy không ạ? Đối với những cái sản phẩm mà chơi mộc như này thì thứ nhất là mọi người vẫn nói cái màu sắc của mun khi mộc nó cũng sẽ khác với cái màu sắc của mun mà khi hoàn thiện đấy, nên bác nào mà thích cái kiểu cái đẹp tự nhiên như này này, kiểu cái vẻ tự nhiên của gỗ mun thì mình hoàn toàn có thể chọn cái hình thức để mình chơi mộc rất là đẹp. Đây, khi mộc thì bọn em sẽ quật hoặc là giấy giáp làm sao cho nó thật là bóng sản phẩm lên, thì khi mình treo mộc cũng rất là đẹp. Và kể cả các bác trong một cái trình mình chơi mộc thì kể cả khi nào mình chán thì mình mang ra mình đi phun không vấn đề gì cả đó, một trong những cái hình thức chơi rất là hay. Đối với cái thằng mun này thì em bán mộc khá là nhiều, các bác hoàn toàn các bác có thể chơi mộc nhá, rất là đẹp. Mình chơi chán thì mình lại mang đi phun. Còn riêng đối với dòng hương đá thì em sẽ khuyến khích các bác chơi hoàn thiện. Còn đối với dòng mun này này thì kể cả các bác chơi mộc rất là hay đó. Đây là cảnh tùng này, các bác nhìn thấy không ạ? Kênh bong này, các bác nhìn này. Với cái độ sâu của ván xẻ thì được cơ sở bên em là xẻ là 5,5 phân. Tuy nhiên là những cái đường nét chi tiết chính vì là đục thủ công ấy, nên là nó có một cái độ linh hoạt trong cái phần cạnh. Nhìn những cái chi tiết của nó được đục sâu cực kỳ là nét và kênh bong. Đó, đây, các bác nhìn thấy không ạ? Đó, đây là phần thế gọi này là phần rễ và phần đất đá này, rất là đẹp nhé. Cuối cùng bên đây là cái trúc. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rất là đẹp nhá. Các bạn nhìn quay cái cận cảnh thì các bác có thể nhìn rõ hơn cái vân gỗ của nó, vân tự nhiên cực kỳ đẹp. Mời cả nhà cùng cơ sở bên em ngắm lại bộ sản phẩm này một lần nữa nhá. Trước khi cơ sở bên em đóng gói bàn giao cho bác. Đây là tổng thể của bộ tranh này. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì quý anh chị có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline là 0837 309 307. Hoặc quý anh chị có thể về trực tiếp tại cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 và số 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để có thể là được thăm ngắm cái sản phẩm đục kênh bông cực kỳ đẹp của cơ sở bên em nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đón xem cái video của cơ sở bên em. Xin cảm ơn.